hé lộ hậu trường màn cầu hôn của Gin Tuấn Kiệt Puka. Hòa chung không khí tưng bừng của màn chốt đơn cặp bến Made by Gin Puka, mới đây thì cặp đôi đã tung ảnh hậu trường sự kiện cầu hôn đời đời của mình. Cụ thể thì Gin là người chủ động đăng tải những hình ảnh khiến dân tình sốt xình xịch đính kèm dòng trạng thái thấy em là cười phải thế. Có thể thấy là nét mặt của nữ diễn viên Puka đã toát lên sự rạng rỡ hạnh phúc trong ngày đặc biệt. Về phần mình thì Gin Tuấn Kiệt cũng bày tỏ sự phấn khích ra mặt khi mà chốt đơn thành công bạn gái bằng nụ hôn gió đầy ngọt ngào. Trước đó thì Gin Tuấn Kiệt đã công khai chốt đơn thành công bạn gái xinh đẹp Puka vào đúng ngày sinh nhật tuổi 29, đính kèm dòng trạng thái: định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Happy birthday to me, món quà sinh nhật lớn nhất của Gin. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa, và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đầy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt một thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Sau khi thông tin này được công khai thì đại diện truyền thông của Puka cũng đã tiết lộ với báo giới rằng Puka và Gin đã quen nhau được 4 năm. Vào dịp sinh nhật Gin thì Puka và Gin chính thức công khai chuyện hò và khẳng định bằng việc đã cầu hôn. Đám cưới sẽ dự định tổ chức vào dịp cuối năm nay. Trước đó thì Puka từng tiết lộ về hình mẫu lý tưởng của mình như sau: từ trước tới giờ tôi chỉ thích yêu người trong nghề vì đặc thù công việc. Tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nam, nếu bạn trai không hiểu sẽ dễ dẫn đến ghen tuông. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác. Trong khi đó thì Gin Tuấn Kiệt cũng từng chia sẻ về gu nửa kia như sau: tôi thích bạn gái cá tính, chững chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều. Bạn thấy cả hai đã đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chí về người bạn đời lý tưởng của mình?